Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đình Audio. Buổi tối ngày hôm nay là ngày 17 tháng 1 thì Xuân Đình lại tiếp tục về đẹp một số những cái dòng loa xúc điện để phục vụ cho các bác mua sắm cũng như phối ghép những cái bộ âm thanh cũng như bộ karaoke trong gia đình của nhà mình. Thì những quả xúc điện ngày hôm nay thì rất phù hợp với những diện tích phòng từ 25 đến 30 mét vuông. Vì hôm nay có 4 quả xúc này toàn bát 25 và 30. Có 2 quả súp bát 30 và 2 quả súp bát 25. Bên cạnh đó thì Xuân Đình lại về thêm được một cặp loa Yamaha NS690 siêu đẹp. Đây là một cặp loa đẹp và còn nguyên zin tuyệt đối, góc cạnh không có bị chảy xước gì nhiều. Cặp này là cặp Yamaha NS690, dòng này dòng đời đầu, bát 30, xương đúc củ rất là to, một trung đôm, một tép đôm, hai tinh chỉnh trung tép. Toàn bộ vỏ của nó là vỏ gỗ thông, màu rất là đẹp nhé. Bát 30 gân vải màng giấy, dòng này thì không phải tay gân vì nó là gân vải zin của nó luôn, màng của nó là màng giấy. Và cái đặc trưng của nó có một cái lỗ thông hơi ở chính giữa để khi cái tiếng bát hoạt động nhiều thì nó sinh nhiệt, thì cái lỗ này nó là lỗ thoát hơi sinh nhiệt. Tổng quan về loa góc cạnh thì rất là đẹp. Cặp loa này thì nó có kích thước của độ chiều cao 65, chiều ngang là 37 và chiều sâu là 30. Loa này thì củ nó rất là to. Nếu như bác nào đã từng chơi qua những dòng loa Yamaha này thì các bác đã biết. Góc cạnh đằng trước đằng sau đẹp lắm, xuất sắc. Hàng tuyển chọn. Đây là cái số series của loa này. Dòng này thì nó có trở kháng là 8 ohm. Model của nó là NS690. Model cái số series của nó là 322. Dòng này thì nó không ghi về công suất. Đấy, nó chỉ ghi mức trở kháng thôi. Nhưng dòng này rất dễ phối ghép về âm ly. Và trên nó có hẳn 3 cái cầu để cho các bác sử dụng riêng từng loa một cũng được, rất là tiện dùng. Hoặc các bác đánh chung thì đánh chung một cầu dưới cùng ở phía bên dưới. Tổng quan về loa cặp này thì xuất sắc. Và rất hiếm khi được về những cặp loa tuyển chọn như này. Thậm chí nó còn nguyên cả cái dấu đánh dấu của bên Nhật này. Đấy, góc cạnh quá tuyệt vời. Cặp này Xuân Đình bán cũng khá là mềm cho các bác. Đang có mức giá là 7.500.000 đồng cho một cái cặp loa tuyệt đẹp của hãng Yamaha NS690 đời đầu. Căng cước thì còn đầy đủ, không có bị rách. Cặp này thì các bác về giặt quá cũng được. Cái vải của nó rất là đặc trưng riêng nhé. Đấy. NS690 có mức giá là 7.500.000 đồng các bác nhé. Còn bây giờ thì Xuân Đình sẽ quay cho các bác về những cái dòng loa súp ngày hôm nay. Đầu tiên ở bên này thì nó là quả súp của hãng Clip. Tất cả 4 súp này thì đều là hàng của Mỹ, sử dụng điện 120V. Đấy, dặn trước các bác là như vậy để về các bác tránh cắm nhầm điện. Cắm điện 220V là chết. Về trong tình trạng là còn nguyên bụi vì cuối năm rất là bận thì Xuân Đình cũng vẫn chia sẻ với các bác, thì cũng mong các bác thông cảm là các bác khi có mua hàng thì các bác về lấy những cái khăn ẩm lau qua thì nó sẽ sạch. Còn đây Xuân Đình để nguyên bụi cho các bác này. Súp này là súp Clip và cái model của nó đây. Đây nghe mọi người thấy rõ này. Clip KSVK10. Đấy. Hàng này là hàng của Mỹ luôn. Lỗ thông hơi ở phía đằng sau. Đây là đường tín hiệu của âm thanh vào. Có volume to nhỏ này và có cắt tần, dòng này nó có cắt tần từ 40Hz này. Và nó cũng có phần đảo pha này từ 0-180 này. Đấy, lỗ thùng hơi phía đằng sau. Tổng quan thùng thì vuông thành sát cạnh. Kích thước của thùng thì nó có chiều cao khoảng độ 40, chiều ngang của nó là 36, chiều sâu của nó cũng khoảng tầm 40. Tem của nó là tem Clip ở phía đằng trước. Cái bát của nó thì nó là bát úp dưới đất, gọi là bát úp đấy. Đây, Xuân Đình sẽ đặt cái bát lên cho các bác cùng xem luôn. Đấy, nguyên cả bụi xốp luôn các bác nhé. Đấy. Bát của nó là bát 25, bát úp. Đấy, nguyên bụi xốp. Xốp của dòng Clip thì nó rất là nổi tiếng của Mỹ rồi. Bát của nó là bát 25. Và xốp này thì cửa hàng Xuân Đình đang bán với mức giá là 7.200.000 đồng. Xốp Clip của Mỹ có mức giá là 7.200.000 đồng các bác nhé. Xốp rất là đẹp. Dòng này thì vừa nghe nhạc vừa hát karaoke gia đình, phòng 25 30m2 rất là tuyệt vời. Bát của nó là bát 25, có mức giá là 7.200.000. Còn tiếp theo sang bên này thì
thì nó cũng là một dòng súp Mỹ nữa, nó dòng Pol Audio. Chiếc này thì nó xấu hơn một chút, thực ra nó cũng không phải là xấu đâu, mà cái đề can của nó bong thôi. Cái đề can này thì một là các bác có thể lột nó ra cũng được, hai là các bác dùng cái đề can đen các bác dán lại cũng được, vì nó chỉ là một lớp đề can dán bên ngoài thôi và nó chỉ bong một chút xíu. Xuân Đình chỉ rõ được bác. Còn tổng quan về loa thì rất là đẹp, cũng là một cấu hình bass 20 năm. Chiếc súp này cũng có chiều cao tầm khoảng độ 40, chiều sâu của nó cũng tầm khoảng độ 40, và cũng là hàng của Mỹ, sử dụng điện 120V. Bát của nó là bát mặt. Đây là phía đằng sau. Đấy. Cũng đây là đường vào này, cũng có các tần đảo pha này, volume này. Đây là tần số này. Để càng nhỏ thì tiếng nó sẽ càng tốt nhé. Đánh rất là kinh luôn. Bát 2 năm, 2 lỗ thông hơi phía đằng sau. Đấy, các bác vừa nghe nhạc vừa karaoke gia đình rất là tuyệt vời. Cái tên của súp này thì đây, súp Pol Audio PSVK350. Đấy, số series của nó là 063, 2 lỗ thông hơi. Chiếc này nó chỉ có mỗi cái đề can hơi bong một chút xíu, thì Xuân Đình bán cho các bác với mức giá là 6.500.000 đồng. Bát của nó bát 20 năm gần mút màng carbon. Đấy, nó chỉ bong một chút xíu để can, có mức giá là 6.500.000 đồng. Những súp này thì các bác nghe nhạc cũng như nghêu ngao karaoke gia đình rất là tuyệt vời luôn. Tổng quan thì súp Vương Thành sắc cạnh không có bị chảy xước gì nhiều, chỉ có mỗi là bong một chút xíu để can này. Cái để can dán nó bị bong, nó thường hay bị bong. Và tầm giờ thì cũng không có thợ để mông má những cái này nữa rồi, cũng mong các bác thông cảm. Các bác có thể lột ra để sơn cái phần lớp gỗ bên trong được. Đấy, Xuân Đình mở cho bác xem này. Đấy. Còn không thì bác dán một lớp đề can khác cũng được, thì nó đều đề can đen thôi. Có mức giá là 6.500.000 đồng, súp clip coi nhé. Còn sang tới bên này thì nó là hai chiếc súp bát 30. Thì đây là một trong những chiếc súp model khá là hiếm. Cái gì? Mono PC. Đấy, đây là súp của Mỹ. Bát của nó là bát 30. Rất là to. Thùng của nó thì cao tầm khoảng độ 45, chiều ngang 40 và chiều sâu nó tầm 40. Và cái thùng này thì nó thiết kế theo cái hình gọi là Bombay. Đấy. Bát 30 trước mặt các bác nhé. Tầm này thì cứ nghe nhạc cũng như karaoke gia đình thì rất là tuyệt vời rồi. Đây là ở phía đằng sau. Đây, và nguyên tem dán số lượng. Nguyên bụi bặm luôn. Tất cả đều sử dụng điện 120V. Đấy. Để các bác tránh cắm nhầm điện. Còn súp Mỹ này thì nó là bát 30. Đây là đường vào, tín hiệu vào này. Volume này. Đấy, to nhỏ này. Đấy. Tần số của nó. Cái này là Mono PC. Đấy, súp của Mỹ đọc đau cả mồm. Bát 30. Chiếc này thì Xuân Đình đang bán mức giá là 8.500.000 đồng. Với những dòng cấu hình súp bát 30 thì những chiếc súp này thì có mức giá khá là mềm mại. Thực ra thì mình nhập theo được những cái lô nó hợp lý một chút, thì cũng muốn để cho các bác có một cái lò súp vừa nghe nhạc cũng như vừa karaoke gia đình tuyệt vời. Súp của Mỹ Mono Pepsi. Đây, tên của nó đây các bác nhá. Mono Pepsi có mức giá là 8.500.000 đồng. Và cuối cùng trong video ngày hôm nay thì là một chiếc súp Mỹ nữa, đó là súp Mỹ của Verogy. Dòng này là dòng rất là khủng này. Cũng là bát 30, càng cước trước mặt, bát mặt luôn. Đấy, nguyên cả bụi luôn các bác nhé. Nó có cả tem trong tem ngoài luôn, súp nguyên bụi, bát 30 gần mút màng nó là màng carbon. Thùng của nó thì rất là cao to. Chiều cao của nó là 46, chiều ngang của nó là 38 và chiều sâu của nó là hơn 40. Đây là cái thông số của cái chiếc súp này. Nguyên cả súp vẫn dính ở bên trong. Đấy. Súp này thì nó cũng đều sử dụng điện 120V, hàng của Mỹ luôn. Đã điện 117 này. Đấy. Model Venori, model của nó là CHT12. Đấy. Đấy là cái tên của cái lò súp này các bác nhá.
CHT12. Đây là những cái volume cắt tần này, tần số này. Con này thì nó khác so với những dòng súp bình thường, đó là cái tần số nó là ngược. Đấy, về 40 nó phải ở bên này. Bình thường thì 40 Hz nó sẽ ở bên này của các súp, nhưng con này nó ngược đời hơn chút ở bên này. Đây là volume cũng có đảo pha cắt tần 180 độ này. Đây là các đường vào này. Đấy. Súp rất là to. Chiếc súp của Mỹ Venodi CHT12 này thì cửa sư đỉnh đang bán mức giá là 9.500.000 đồng. Sản súp này cực kỳ là khủng. Chúng các bác đánh những diện tích phòng 30-40 m² thì đánh gọi là rung hết cả nhà. Nghe nhạc và hát karaoke rất là tuyệt vời. Súp thì to vật vã luôn. Có mức giá là 9.500.000 đồng. Và như vậy là trong clip buổi tối ngày 17 tháng 1 thì Sơn Đình đã giới thiệu cho các bác 4 chiếc súp Mỹ vừa nghe nhạc vừa karaoke gia đình rất là tuyệt vời. 2 chiếc súp Bass 30, 2 chiếc súp Bass 25 và một cặp loa Yamaha NS690. Dòng đời này dòng đời đầu. Hình thức của loa thì đẹp xuất sắc. Mọi chi tiết cũng như thông tin liên hệ là ngõ 42 Trần Cung, Hà Nội, số điện thoại là 0395727582. Và những sản phẩm này xuất định đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Cảm ơn các bác, xin kính chào và hẹn gặp lại.